Hi, xin chào tất cả các nhà đầu tư, và tôi tin chắc rằng khi đầu tư trái phiếu tại Techcom Security hay bất kỳ công ty chứng khoán nào khác thì nhà đầu tư sẽ luôn băn khoăn về cái lãi suất mà đầu tư. Lãi suất này thì thông thường được công ty chứng khoán họ tính cho các bạn, họ chia sẻ cho các bạn ở trên cái màn hình đó. Thì ở tại Techcom Security cũng như vậy. Thế thì lãi suất đó có phù hợp hay không? Có chính xác hay không và tính toán như thế nào đó, thì tôi đã làm một cái bảng tính để review lại, tính lại cái lãi suất này, và tôi hy vọng là các bạn sẽ dễ hình dung với nó, là để hiểu rằng là Techcom Security họ tính như thế nào, có chính xác hay không các bạn nhé. Là chúng ta hãy vào cái video mà tôi trình bày ở file Excel sau. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Xin chào các bạn thân mến. Có lẽ là khi xem cái bảng tính giá bán đầu tư trái phiếu linh hoạt của Techcom Security thì bạn sẽ rất là lăn tăn về cái chỗ lãi suất này. Đúng không? Lãi suất này được tính như thế nào cho thời gian 11 tháng? Đó. Thế thì mình có làm một cái bảng tính để mà review cho các bạn xem lại về cái lãi suất đầu tư linh hoạt này có hợp lý hay không, có chính xác hay không, nó tính như thế nào. Tùy, có rất nhiều những câu hỏi đặt ra cho nhà đầu tư và bản thân mình khi mới đầu tư cũng như vậy. Thế thì trước hết mình xem thông tin về cái trái phiếu này nhé. Đấy, bạn bảo cái mật xem thêm này. Phát hành ngày 4 tháng 11 năm 2019, đáo hạn 4 tháng 11 năm 2021, mệnh giá là 100.000. Lãi suất của các kỳ đầu tiên là 10.5% và các kỳ tiếp theo sẽ bằng 3.65% cộng với lãi suất tham chiếu. Đó. Và cái lãi suất tham chiếu thì các bạn nhìn rõ rồi đấy, nó sẽ bằng là lãi suất kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng BIDV, ngoại thương, công thương và kỹ thương, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem thêm các lãi suất tham chiếu sẽ xem ở đâu, đúng không ạ? Đây, lãi suất tham chiếu đây ạ. Lãi suất tham chiếu để tính cái lãi tái đầu tư là 5.8%, lãi suất tham chiếu để tính coupon là 6.125% các bạn nhé. Trước khi xem cái file Excel ấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn rõ hơn cái cách tính lãi suất thực nhận trái phiếu. Các cái tham số mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là lãi coupon này, lãi suất tham chiếu trái tức này. Đấy, tức là cái lãi suất bình quân của các ngân hàng đó. Lãi suất tham chiếu tính lãi tái đầu tư này, tổng giá trị đầu tư ban đầu, phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân. Thế thì công thức tính sẽ như thế nào? Lợi nhuận sẽ bằng tổng giá trị bán trái phiếu nhận về cộng với lãi coupon, trừ đi phí giao dịch, trừ đi thuế thu nhập cá nhân và trừ đi tổng số tiền đầu tư ban đầu. Và tổng số tiền đầu tư thì sẽ bằng giá mua trái phiếu nhân với cả số lượng trái phiếu, và lãi suất trái phiếu trên năm thì sẽ bằng lợi nhuận nhân với 365 ngày chia cho tổng số tiền đầu tư nhân với cả số ngày đầu tư thực tế. Và mình đã tính chi tiết ở cái file Excel này thì mình sẽ minh họa cho các bạn xem dựa trên cái công thức mình tính và các cái tham số mà mình đã tổng hợp đây. Và các bạn cùng theo dõi chi tiết ở cái file Excel này các bạn nha. Mình làm cái file Excel để mình tính số lượng 10 trái phiếu này qua cái file Excel đây. Thì các bạn có thể xem luôn này. Đấy, mình tính rất rõ ở đây rồi này. Ok chưa? Đây, mình nhập các thông tin về trái phiếu đó lên đây rồi. Ngày phát hành, ngày kết thúc, ngày mua, lãi suất coupon, à, lãi suất tham chiếu để tính lãi suất coupon. Đó, lãi suất tham chiếu để tính lãi suất tái đầu tư đây. Đấy, khối lượng mua là 10 này. Đơn giá mua, à đây con số này thì tính như thế nào. Đây chính là đơn giá đây. À, mình lấy tổng số tiền mua này, mình chia cho 10 thôi là ra đơn giá mua 103.170 đồng, đúng không ạ? Ra thôi. Phí giao dịch là 0.15%. Đó. À, đây sẽ là tổng giá trị đầu tư bao gồm phí giao dịch. Ok.
À, dưới đây sẽ là cái bảng tính lại của mình này, các bạn nhìn này. À, đây mình tính lại và mình tí nữa mình sẽ so với cái bảng tính của Techcom Security các bạn nhé. Đây là lãi suất này. Đó. Sẽ bằng là lãi suất tham chiếu cộng với cả cái biên độ thôi. Đó, rất đơn giản. Đúng không ạ? Số ngày đầu tư này. Thực tế đây, mình tính ra coupon như thế này. Nó cũng bằng với cả của Techcom Security đấy, lệch một chút thôi. Gần dấu phẩy thôi. Thì mình cũng trao đổi với Techcom Security rồi thì họ bảo là sẽ tính tròn, tròn với cả cái phần 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 nguyên thôi. Cũng không lệch không 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 lệch nhiều, ít ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ đến cái dòng tiền đầu tư trái thức. Đó, tức là tái đầu tư đấy ạ, dòng tiền tái đầu tư trái thức. Đây mình đã tính cái dòng tiền tái đầu tư trái thức đây. Thực ra cái trái phiếu này chỉ được có một kỳ là tái đầu tư thôi. Và mình ra được cái bảng tổng hợp như thế này. Số tiền đầu tư ban đầu, đây là số tiền mà đầu tư không bao gồm phí giao dịch nhé. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày hôm nay mình mua này. Ngày mình bán là chính là ngày kết thúc tính lãi đấy. Là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Thực ra là nó chỉ có cái trái phiếu này chỉ có 11,7 tháng thôi. À, bây giờ mình sẽ tổng kết lại cái bảng ở dưới này nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy rõ này. Đây là số tiền đầu tư ban đầu không bao gồm phí này. Đó, ngày bắt đầu là ngày mua ngày hôm nay này. Ngày bán là ngày, thực ra là ngày bán là ngày đáo hạn của trái phiếu luôn. Có 11,7 tháng đó. Cái số tiền mà mình nhận được, tức là ở đây được hiểu là lợi nhuận nhé. Đấy, nếu mà chưa tái đầu tư đây thì mình ra được cái lãi suất này và lãi tái đầu tư là cái này. Thì các bạn xem bên ấy nhá, bên bên của Techcom Security họ tính như nào nhá. Đấy, tái đầu tư đây là 6.54 nhá, đúng không ạ? Đó, bằng nhau đúng không ạ? Tức là công thức thì mình cũng tính hệt như trên hợp đồng thôi, mình dựa trên cái hợp đồng mình tính lại mình thấy là chuẩn xác rồi. Những cái mình muốn chia sẻ đây cho các bạn hiểu đó chính là cách tính, mình hiểu cách tính của Techcom Security. Con số này chỉ là giả định thôi. Bởi vì sao? Vì cái lãi suất của các bạn sẽ điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu, đúng không ạ? Cái lãi này nó đều phải điều chỉnh theo lãi tham chiếu chứ. Sao mà giữ nguyên được? Và một vấn đề thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái lợi nhuận thực tế của các bạn nhận về, cái tỷ suất lợi nhuận ấy, nó phải tính trên cái số tiền đầu tư mà bao gồm phí giao dịch, như trong hợp đồng của các bạn thì đang định nghĩa là không bao gồm phí giao dịch. Chính vì vậy mình đã tính ra cái số tiền lãi suất thực nhận ấy. Tức là mình sẽ tính ra được cái lãi suất thực nhận mà bao gồm phí giao dịch cơ. Đó, thì mình lấy cái lợi nhuận thôi xong mình chia cho tổng giá trị đầu tư bao gồm phí giao dịch này thì mình sẽ ra được cái lãi suất đây. Lãi suất thực nhận khi mà chưa tái đầu tư bao gồm phí giao dịch sẽ là 6.23 chứ không phải là 6.4. Đó. Và lãi suất thực nhận tái đầu tư sẽ là 6.37% chứ không phải là 6.54. Đó, thì như vậy là nó cũng có sự chênh lệch đúng không? Thì rõ ràng là đây mới là hiệu quả thực tế này. Còn một cái nội dung nữa khá là quan trọng, nếu mà các bạn muốn bán cái trái phiếu đó trước hạn thì sao? Đó, mình ví dụ như là các bạn đầu tư được 1 tháng, 2 tháng, hay 3 tháng, hay 5 tháng, hay 30 ngày, hay 50 ngày mà các bạn muốn bán thì lãi suất tính như thế nào? Và thực ra cái này rất là phức tạp và mình có làm ở một cái video sau để mà hướng dẫn cho các bạn cách tính giá bán trái phiếu trước hạn. Đó, ở trong khuôn khổ cái video này thì mình sẽ chỉ tính ở cái mức độ là để các bạn dễ hình dung được cái lãi suất trái phiếu linh hoạt mà tính đến khi đáo hạn thôi. Hai, vậy là mình đã vừa trình bày cho các bạn xong rất là dễ hiểu về cách tính lãi suất đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đấy là cái lãi suất thực nhận mà các bạn sẽ được Techcom Security chi trả cho các bạn. Tuy nhiên, lưu ý ở trong cái video này có hai nội dung thôi. Thứ nhất là bạn sẽ phải hiểu được là cách tính lãi suất trái phiếu như thế nào. Nó chính là các giả định thôi. Và thứ hai là gì? Bạn sẽ phải tính lại cái lãi suất thực nhận của mình, lãi suất thực nhận của mình trên cái số tiền đầu tư mà bao gồm phí giao dịch các bạn nha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha.